là dạy bảo người giàu có phải nên bố thí giúp đỡ người nghèo khó dạy bảo người nghèo khó phải hiểu rõ nhân quả ba đời quả báo ngay đời này đã nhận là do chính mình đã làm không nên đi oán trời trách người chỉ có dùng phương pháp giáo học khiến cho mọi người bình tâm lại việc tuy không bình nhưng chỉ cần tâm bình lại thì được rồi cho nên người nghèo khổ họ cũng có thể tích đức hành thiện tương lai quả báo sẽ thù thắng người phú quý không hiểu được tích đức tu thiện phước báo của họ hưởng hết rồi Đời sau liền không còn nữa rồi Cho nên Và hãy có người đem những đạo lý này Những chân tướng sự thật này giảng giải rõ ràng Mỗi một người đều giác ngộ Tâm liền bình ngay Như vậy thì xã hội mới có thể được An định Thế giới hòa bình thế nhưng những đạo lý này người hiện đại rất khó tiếp nhận khó tiếp nhận thì càng phải nói không thể nói không thể tiếp nhận thì không nói gì thì không được buổi tối hôm qua các vị xem thấy lý đạo trưởng của đạo giáo ngồi ở bên cạnh tôi hiện tại ông cũng đang nghe cảm ứng thiên chúng ta có đem băng đĩa tặng cho ông ông cũng đang nghe ông đã nói thật là quá khó không có người tin tưởng không có người tin thì chúng ta càng phải giảng tại vì sao không có người tin tưởng vậy đã mê quá sâu người mê quá nhiều xã hội hiện tại này mọi người đều cho rằng làm ác hại người là lẽ đương nhiên bạn xem có người nào mà không hại người có người nào đi làm việc tốt chứ làm việc tốt có kết quả tốt gì làm người xấu kết quả tốt biết bao danh vọng lợi dưỡng đều đến quả báo giàu sang đó của họ tuyệt đối không phải là do làm ác mà có được đó là do đời trước họ đã tu trong phật pháp nói được rất hay muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này ta đã nhận quả báo mà ngay trong đời này ta đã thọ nhận chính là do cái nhân đời trước ta đã tạo muốn biết quả đời sau hãy xem nhân đời này ta tạo ra bạn muốn hưởng quả báo trong đời sau thì chính là nhân ngay đời này tạo nên đây chẳng phải là nói rõ quả báo thông ba đời hay sao Phú quý mà bạn hưởng thụ trong đời này Quyết không phải là do tạo ác ngay đời này mà có được Mà do trong mạng của bạn có Ngay đời này Cậy thế lực giàu sang ức hiếp người Làm càng làm quấy Ngay đời này bạn đã hưởng hết phú quý Đến đời sau đi đến nơi nào vậy? Đầu thai làm heo Đây là sự thật bạn xem trong văn sau của Đại sư Ấn Quang đã viết Tào Tháo Vậy mà được sao? Tào Tháo cũng đi đầu thai làm heo Đại sư Ấn Quang viết câu chuyện này Các chị cũng xem qua rồi Đây là nhiệt đầu những năm chân quốc Con người giết heo sau khi giết xong mổ nội tạng của heo ra Trên gan của heo có hai chữ tào tháo Cho nên mọi người biết được Con heo đó là do tào tháo đầu thai Tào tháo cách với chúng ta hiện tại hơn một ngàn năm Mà vẫn còn làm heo Ông đã luân chuyển làm heo bao nhiêu lần rồi Chúng ta không thể biết được Nhân quả báo ứng rõ ràng như vậy Chân tướng sự thật là như vậy Không phải chuyện có thể đùa với bạn Không phải giả mượn loại phương thức này Để khuyên dụ bạn làm thiện Nếu chúng ta có cách nghĩ như vậy Là hoàn toàn sai rồi Thánh hiền của thế xuất thế gian Giống như trên Kinh Kim Cang đã nói là Chân ngữ giả lời của ngài nói tuyệt đối không có một lời giả chối thật ngữ giả tuyệt đối không phải là lời hư ngụy như ngữ giả như ngữ là hoàn toàn giống như sự thật không tăng không giảm nói với bạn là lời chân thật bạn nghe rồi hoài nghi không tin tưởng là do bạn chính mình không có thiện căn không có phước báo Gặp được người sáng suốt chỉ đường cho bạn Bạn không tin tưởng không tiếp nhận Đây chính là ngu si mà chỗ này đã nói Ngu si đến cùng tổ Ý nghĩa của câu thứ hai là nói Bạn có tiền tài bạn có tiền tài làm thế nào để đạt được thân tâm yên ổn nhất định phải biết tiết kiệm và còn dạy chúng ta phải biết bố thí không chỉ là tiết kiệm thôi mà phải biết bố thí phải biết giúp đỡ người khác bạn liền được an ổn bạn chính mình tiết kiệm nhưng không biết bố thí thì vẫn không thể an toàn cường đạo trộm cắp đều đem mục tiêu nhắm vào nhà của bạn trong nhà của bạn có tiền bạn phải có thể thường hay bố thí giúp đỡ người nghèo khổ ở xung quanh bạn bạn liền có thể an ổn và ngủ ngon giấc cường đạo trộm cắp muốn đến bà con hàng xóm của bạn sẽ bảo vệ cho bạn họ sẽ chú ý trong nôm vì bạn có ân huệ đối với họ bạn phát tài thì họ cũng được nhờ cho nên họ mong muốn bạn phát tài được càng nhiều càng tốt nếu như bạn giàu có mà bất nhân mặc dù bạn tiết kiệm nhưng bạn không chịu giúp người khác khi cường đạo trộm cắp muốn nghe ngóng họ liền sẽ chỉ điểm chỉ đường cho kẻ trộm khi nhà có bạn bị quả quạng họ đứng ngoài nhìn trái thật tốt trái nữa đi đây là thương tình của con người cho nên làm thế nào mới có thể đạt được thân tâm an ổn gì tận tâm tận lực giúp đỡ người khác